Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong nhà ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất. À, hôm nay Dương Hậu có tính tiền với tiệm tập Thái là Kiều, có bán cho Dương Hậu là quà. Đây là tấm lòng của em gái Ngọc Lửa Hoa Kỳ, nó gửi về 5,8 triệu hỗ trợ cho chương trình phát gà ngẫu nhiên, giúp cho người già neo đơn và học sinh nghèo. Thì hôm nay Dương Hậu cũng phát được 58 phần, giúp được 58 hộ nghèo và học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa. Thì mỗi một phần như vậy là bao nhiêu tiền Kiều? 100 ngàn. À, gồm có gì? Gồm có là một thùng mì, dầu ăn, bột ngọt, là với nước mắm, nước tương là 100 ngàn, là 58 phần. Rồi như vậy là 5,8 triệu. 5,8 triệu. Đây 5,8 triệu. Rồi cảm ơn nghe. Rồi cảm ơn nhà hảo tâm. Thì tiếp nối lời nói của Kiều thì Dương Hậu cũng không quên cảm ơn em gái Ngọc Lửa đã hỗ trợ chương trình này, giúp cho bà con nghèo, học sinh nghèo được 58 phần. Đây là việc làm công đức vô lượng. Thì Dương Hậu cũng xin cảm ơn em, chúc cho em được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhiều gia đình. Dương Hậu hy vọng rằng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ chương trình phát quà ngẫu nhiên, giúp cho bà con nghèo ở ngã bảy, vì hiện giờ đang giãn cách xã hội, những người nghèo neo đơn, thất nghiệp và học sinh nghèo cũng ở nhà được một phần quà rất là ý nghĩa, giúp cho những người kém may mắn và bột nắm khi đói, gối khi no. Ở số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Ở Dương Hậu cũng xin mời quý vị sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện ở 7 xem hoạt động của Hậu Từ Thiện. Thì Dương Hậu cũng hy vọng rằng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ chương trình phát quà ngẫu nhiên. Dương Hậu cũng hứa sẽ không làm phụ lòng tin của em gái Ngọc Lửa và các nhà hảo tâm đã tin vào Từ Thiện ở 7. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem.